ao nối Luffy mạnh hơn. Đó là nhận định của một bạn bình luận trên video gần đây của mình. Chào mừng các bạn đang quay trở lại bằng hải tặc Bình Red. Không tô xích, không nối tục chửi thời. Ok, bình luận của bạn mình chấp nhận vì đó đúng với tâm trạng của bạn, một fan cứng ngắc của Luffy mụ rơm. Bất kỳ ai xem One Piece cũng đều nhận ra được rằng thằng Main không phải là mạnh nhất. Bị Crocodile hoặc xích tí ngẫm tội 2 lần, Kaido thì là 3 lần và sau đó thức tỉnh trái của ý truyền thiệt. Chưa kể mấy lần lễ tẻ như bị đồ Flamingo 4 tắc kỳ 4 lần đầu đến Rosa, Big Mom dí chạy sức đôi dép lào ở đầu bánh. Nói chung là số lần mà Luffy bị kết án tử thì nhiều lắm. Đến cả Buggy, xích tí nữa cho một dao bay đầu ở đại hành quyết Lock Town. Mày công bố tới cứu kịp bằng sấm sét á, chứ không thì coi như là giờ thay Main là Zoro rồi. Mình nói tới không phải là để dìm hàng Luffy đâu. Anh em cần phải thấy được sức mạnh của Luffy không đến từ cá nhân cậu ta, mà đến từ những pha cứu cánh ngọn mục làm bèn đạp thúc đẩy cho đẳng cấp của một số nhân vật khác. Luffy giống như một kỹ tập hợp những con người mạnh mẽ lại với nhau để thực hiện chung sứ mệnh thay đổi thế giới, chứ một cái nén thì không thể nào lên mùa xuân được. Và giờ Luffy mạnh hơn Satan hay không thì chính cậu ta cũng phải thẻn thốt lên rằng chẳng thể nào gây được một tí ti sát thương cho người của vị trưởng lão này. Ghi năm thì có giới hạn mà Satan giờ gọi thêm 4 lão nữa tới, đúng là tới công chuyện thì rồi mà. Vì ai sẽ cứu Luffy hay là Luffy sẽ lên luôn gây sáo cho nóng? Không, đừng hỏi bố cháu là ai, đừng hỏi ông tác giả là tại sao lại nhanh như thế. Mình chỉ muốn hỏi các bạn một câu thôi, và đặc biệt là bạn có tánh nóng khẳng định ở nói Luffy mạnh hơn là ai cứu Luffy. Cứ mạnh mẽ tự tin bình luận dưới video này, mình đảm bảo không chỉ đọc mà còn ghim và rep nói nếu như các bạn nói hay, nói tuyệt vời như ông mặt trời Luffy luôn. Vậy chapter 1109 này thì điều nào mà các bạn thấy băn khoăn đây? Chúng ta sẽ cùng nhau đi giải đáp nha. Cảm ơn tất cả anh em luôn theo dõi kênh từ lúc mà trắng tay đến chưa có gì trong tay. Pha một cái ly cà phê rồi ngồi xuống từ từ nói chuyện nha. Solo không nhúng khỉ vàng và Satan xuống dưới biển nhỉ? Bạn nhặt dấu tên chia sẻ với hai con mắt cười tích. Đó là ý kiến táo bạo, bởi vì hình dạng khổng lồ và độ cao giảng bá đạo của Luffy thì tại sao Luffy lại không làm như thế? Bởi nếu làm như thế thì có chuyện đâu mà xem. Nói vui thế thôi, chứ nếu bạn nhặt cân nhắc sẽ thấy được đây là một trận chiến bên trong đảo, mà đối thủ của Luffy không phải là hạng sòn. Gizero mặc dù bị nắm trong lòng bàn tay, nhưng các tia laser từ mắt của vị đô đốc này cứ bắn tới loạn xạ. Luffy bắt buộc phải dùng haki quan sát để co cái đầu của mình lượn qua lượn lại né đòn. Lo ní chết dịch luôn, ở đâu mà nghĩ tới cái chuyện nhúng xuống biển, và tay của cậu ta cũng đâu có phải dài như dân anh dỗ hay là đám cưới đâu. Đó là chưa kể Satan còn chưa có chiến á nha. Oda để cho Luffy nắm đầu của Satan như một con nhái, trong khi những cái chân nhện của lão ta thì có thể vươn dài ra hệt như những xúc tu mà chích độc tới phía trước. Oda đang cố tình để cho Luffy cầm chân Kizaru và Satan theo đúng nghĩa đen của nó, để cho Sanji kịp thời đưa Vegapunk chạy khỏi khu vực nguy hiểm. Sanji mở lại thì chắc Kizaru lại cho thêm vài đạp vào trong cái cuốn họng. Vì vậy mà Oda không để cho Satan chích độc tới. Vậy hãy thử nghĩ trong trường hợp mà Kizaru bắn tia sáng rồi Satan phóng độc liền phần, trong khi Haki quan sát là một loại sức mạnh từ tinh thần và nó sẽ bị suy yếu nếu sử dụng quá nhiều. Rayleigh xác nhận thế chứ không phải là mình nổi thở đâu, mà anh em cũng nên xem lại Kaido. Lão ta hoàn toàn có thể né tránh các đòn gây bố Snakeman của Luffy bằng Haki quan sát, nhưng làm thế lại tốn rất nhiều năng lượng mà cũng không giải quyết được gì. Kaido dùng cơ thể kim cang bắt hỏi của mình để chắn đòn, phản đòn bằng cách đập đầu Luffy như đập đầu một con cá lóc là không sướng hơn sao, bởi cơ thể của lão là trâu bò thế mồ. Mỗi đứa ăn một đòn thì Luffy không có cửa trong dạng gây 4, chỉ đến khi gây 5 thì Kaido mới chịu thua mà thôi. Vậy nên để nói mà nhúng xuống biển thì cũng vui đó, nhưng tình huống này không hợp lý bởi vì một lý do nữa là hải quân đang ở bên ngoài. Luffy mình ló mặt ra, Bitterhorn bắn cho rụng nụ. Nên chapter 1109, Luffy có ý tưởng táo bạo hơn một chút là ném Kizaru và Satan ra bên ngoài sau khi dùng đòn đao Simon đập họ bịp giấy như một tờ giấy, hiệu ứng choáng là kèm theo. Kết quả cứu ném là Kizaru bị ao trình, đột thủng một lỗ của thiết giáp hàm, ôm mặt nằm phờ phẹt. Và này mà rớt xuống biển thì đảm bảo là ngấm của tỏi luôn, khỏi phải bèn cãi gì nữa đúng không anh em? Quá đúng luôn chứ còn gì nữa. Satan thì vẫn còn ngon chán, sức mạnh tái tạo nhanh như tia chớp. Satan chạy trên không bằng đòn UFO, chích đập vào cái tay hư hỏng của Luffy để đáp trả. May mà cậu ta chạy được chứ không là bị thú mấy cái chi giờ chắc độc. Còn bạn nữ tên Nguyễn Hoàng Anh có bảo: ai nói Kizaru mạnh ngang Luffy đâu, bước ra đây coi. Mình hiểu được trong câu nói của bạn này có một chút bất lực. Tại vì biết sao không, mấy tập trước Kizaru chém Luffy sướt mặt, làm cho Luffy bối rối cái kiểu khi mà đối đầu. Và lúc đó các fan của đô đốc Kizaru gáy cực hăng, đến nỗi mà bất cứ ai bị luận bảo Luffy mạnh hơn là bị vài chục nick fan đô đốc vào tấn công tinh thần một cách dã man, đến mức mà không thể bình luận phản hồi nổi luôn. Mình hiểu cảm giác đó. Xong rồi họ im lặng không nói một lời nào. Thời gian sẽ chứng minh cho tất cả Luffy là mạnh hơn Kizaru. Giờ thì quá chính xác rồi chứ còn gì nữa. Kizaru rất nhanh và ma mảnh, ông ta tạo ra rất nhiều cú lừa để lùi Luffy vào trong, còn mình thì đi tấn công những kẻ yếu hơn, cho đến khi ăn một cú đấm White Star Gun mới nằm im ghê xin nghỉ giải lao cho hiệp 2. Ở hiệp 2 thì Kizaru làm ăn cũng ngon phết, điển hình như đá Sanji khiến cho fan của Sanji lặn sâu dưới đáy ôm Blue, xong thọt vị tiến sĩ Vegapunk một cái ọt, góp một phần đưa Vegapunk về miền cực lạc.
Anh em xem chapter 1109 sẽ thấy được máy đo nhịp tim của Vegapunk đã tắt hẳn mà không còn đập nữa. Một trong năm vị trưởng lão cũng xác nhận rằng Vegapunk dùng sinh mệnh của mình để làm công tác phát đồn ghi âm có sẵn này. Vậy nên có thể cho rằng Kizaru đã hoàn thành nhiệm vụ của Thánh Satan giao cho một cách tốt chứ không xuất sắc. Nhưng nội tâm của Kizaru lại rất giằng xé và đau đớn. Trong ba đầu đốc thì Kizaru là người bất lực nhất và yếu đuối nhất, khác hẳn với vẻ mặt thờ ơ mà người xem gọi ông ấy là bất biến như dòng đời vạn biến. Nếu Akai nơi đấu tranh để có thể trở thành thủy sư đô đốc, quyết liệt thực hiện công lý của mình khi đứng đầu hải quân, điều hành các hoạt động của tổ chức theo ý muốn. Và nếu như Kuzan sau khi tranh giành với Akai nơi thất bại thì giải ngũ và đi làm hải tặc thực hiện công lý của riêng bản thân. Ở đây Kizaru lại chấp nhận là quân cờ cho công lý của chính quyền thế giới. Ông ta không thể phản kháng mà buông xuôi, ngay cái bằng hữu của mình cũng không thể nào bảo vệ được. Ngược lại còn trực tiếp đưa họ đến con đường tù tội như Shintomaru hoặc cái chết của Vegapunk. Hỏi có đau đớn hay không thì chắc chắn là có. Nhưng Kizaru là bài học cho sự nhu nhược, không đấu tranh vì công lý của bản thân, lưỡng lự cho các lựa chọn hệt như công lý không rõ ràng của chính ông ta. Chẳng khác nào là một kẻ nhu nhược, là một con tốt thí dưới quyền của kẻ điều hành tối cao của thế giới. Và chapter 1109 này cũng xác nhận một điều rằng Kizaru hoàn toàn không phải là đối thủ của Luffy trong một trận chiến tay đôi nếu như cả hai không bị các yếu tố bên ngoài tác động. Nhưng những người hâm mộ đô đốc Kizaru cũng không gì phải buồn cả. Ông ta chỉ thua thằng Men thôi, chứ chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi thằng Men hay bất cứ một kẻ nào. Tự hào lên anh em. Có hơi biến sắc chứ Sanji. Sorry men, em fan Kizaru nha. Ê, nói thế không phải là chia rẽ gì đâu nha, bàn luận cho vui thôi chứ đánh đấm nhau vì một tập truyện hay là một nhân vật ảo có hay ho gì đâu. Này thì Dragon sẽ đến hết nè, vã không trừ phép lào cho mấy viewer tỉnh ngộ ra, mặt cười đổ mồ hôi ba lần. Tôi là tôi không đồng tình với cái suy nghĩ này đâu nha. Xem chuyện thì hãy mạnh dạn mà dự đoán, hãy cho những ý tưởng táo bạo vào chứ. Nó gọi cụ thể hơn là giả thuyết, mà giả thì có cái nào là thật đâu, đúng không? Hơn 100 cái thì may đâu trúng một cái, chứ mà đúng hết chắc Oda khóc tiếng Việt luôn. Nếu như mà anh em để ý kỹ lại thì ngồi cứ Mara không có thành viên nào trong quân cách mạng lên đường đến hết nữa cả, từ Dragon, Ivankov, Sabo hay bất kỳ chỉ huy nào khác. Có vẻ như họ chưa muốn nhúng tay vào trận chiến với chính phủ tại đảo tương lai, bởi nếu ở hòn đảo này thì chẳng có chút gì gọi là thuận lợi cho họ hết. Kuma vì bên này mới đến, một mình Kuma là quá đủ cho sự xuất hiện của quân cách mạng. Ông được đồng tụ với bên này, người hiện giờ nắm quyền điều hành cao nhất với vũ khí nhân bản của hải quân. Đó là một lợi thế cực kỳ to lớn về phía của quân cách mạng nếu như mà Kuma và bên này trốn thoát an toàn cùng băng mũ rơm. Chúng ta 1109 xuất hiện thì cũng đánh dấu cho dự đoán của bạn Tom 9X đi ra chuồng gà là chapter 1110 thì Dragon sẽ xuất hiện tại đảo tương lai. Không cần đợi quá lâu để thấy lại Dragon, ông ấy đã xuất hiện với một phản ứng cũng khá là đắn đo, cân nhắc về cách mà Sokka gọi điện dự báo về cái chết của mình. Đồng nghĩa khi nhìn thấy được Vegapunk phát tín hiệu trên toàn thế giới để công bố sự thật thế giới này, với trí thông minh của một nhà lãnh đạo thì Dragon dường như đã xác nhận được rằng Vegapunk đã lầm đại nạn. Tất cả các dữ liệu về Dragon ở chấp này chỉ dừng lại cho ý tưởng tiến hành kế hoạch sắp tới của thủ lĩnh quân cách mạng, chứ không có bất cứ sự can thiệp nào tại đảo tương lai. Còn thằng con, có sống chết thì cũng cờ dịch nó, sống được thì đoàn tụ, mà ngấm thì tắp nhang, hết chuyện. Bạn Hy quần xà lõn có nói hài hước thế này: một ngũ lỡ tinh mà không ăn nổi Luffy thì cũng hơi yếu. Biết có yếu hay không, nhưng thấy Luffy khóc quá trời khóc ở chấp này. Nắm đầu Satan thì có nắm đó, đập mỏng như lá lúa thì cũng có đó, ném xuống biển thì cũng ném luôn rồi đó. Nhưng kết quả thì sao? Satan chẳng sao cả, đến cả một vết xước do va chạm thở xét cũng không thấy. Ủa, rồi Luffy đánh bại được Satan hay chưa? Rõ ràng là chưa chứ còn gì nữa. Nói đi thì cũng phải nói lại, Satan cho Luffy một cú chừng trị ngay đầu, xét thương đòn này đủ làm cho Luffy phọt tiết canh. Nhưng mà chả thấm khi mà cậu ta không dừng quay tay đại pháp để làm mẫu cho bên này đấm sùm nụ Satan. Nói chung á thì ông ăn chả bà ăn nem, ấy lộn, có qua có lại mới tội lầm nhau. Cũng chưa có kết quả nên chưa biết ai mạnh hơn ai, đừng vội mừng. Luffy giờ là cấp độ sức mạnh của một kẻ đánh bại tướng hoàng Kaido, chứ không phải là một thằng nhóc ác bị bít mâm giấy xách cái quần xà lõn của bạn Huy mà chạy. Nên cầm cự được với đô đốc và một ngũ Latin cũng là bá lắm rồi, đập luôn cả ngũ Latin thì sao mà coi trời được. Satan cũng cảm thấy được cái thế này nó khó quá, đập không nổi thằng Nika mà còn để tín hiệu của Vegapunk phát tán toàn thế giới, làm sao một tay ông ta mà có thể che trời. Vì thế mà Satan quyết định làm việc nhóm, sử dụng thuật thức gọi một lúc, bốn lão già khác xuất hiện trợ giúp mình hoàn thành nhiệm vụ lần này. Còn làm được hay không á thì chưa biết. Cảm nhận cá nhân của mình thì thấy Luffy khá là mạnh đó, mà không biết là Luffy hết thời gian duy trì Gainam xong thì có chủ nổi một đạp kịch độc của Satan hay là không. Thực ra thì Satan bị đòn chỉ là bản sao thôi, bản chính núp rồi. Bản chối bóng tối có việc. Thực ra mình cũng từng nghĩ đến vấn đề đó như con rối mang tên là Hiệp sĩ đen do Doflamingo tạo ra, và nó có thể nói chuyện với chiến đấu vật lý. Nhưng chắc tới 1109 này thì mình thấy Satan sử dụng phương thức giao tiếp tâm linh với bốn vị trưởng lão ở Medin Troy, và đồng thời lão ta cũng thi triển phép thuật gọi hồn, gọi bốn người còn lại đến. Mà thường thì con rối làm sao chuyển đổi được giữa dạng Lai và dạng John được? Thường rối chỉ có một kiểu duy nhất thôi, chứ ảo quá ai mà chịu cho nổi trời. Tính ra mình cũng có suy nghĩ như bạn chó bóng tối từ trước,
nhưng mà thấy bất ổn quá nên thôi. Không có được một dẫn chứng nào thuyết phục khi mà Satan nói chuyện mở miệng cái kiểu máu mây là đủ cả chứ không phải đùa đâu. Mạnh bạo hơn nữa là biện luận có nói, có khi nào là năm ông già này do Imsama tạo ra như Vagabond tạo ra mấy người nữa hay không? Dựa trên cái bản sao của Vagabond thì mỗi người có một nhân cách nhất định, chỉ xoay quanh nhân cách đó chứ không được toàn diện. Và hơn nữa, để tạo ra được bản sao thì Vagabond phải là một nhà khoa học thiên tài. Nếu như Imu tạo ra được 5 bản sao của mình và gọi họ là ngũ lô tình thì hắn ta cũng phải là một nhà khoa học. Trừ trường hợp năm lão già này được tạo ra bằng năng lực của trái quỷ nào đó vô cùng độc đạo. Dù sao mình cũng không có dữ liệu nào để chứng minh ở đây cả. Xem đến cuối chapter 1109 thì mình khá phân vân một điều là chúng ta dường như sẽ được tận mắt chứng kiến hình dạng son của năm vị trưởng lão điều mẫu đã đến nhá hàng từ chapter 1085 đến giờ. Họ sở hữu son thần thoại mang đậm phong cách quỷ quái của Yokai Nhật Bản. Những loại quái khi mà xem bản Sentai của Nhật thì các bạn sẽ thấy được họ đã mượn rất nhiều con quỷ trong văn hóa dân gian để làm. Và mình thì tin chắc rằng có một con quái thú với cái tên là Ba Cừ, một con quái có chiếc vòi vòi chuyên đi ăn giấc mơ của nhân loại. Còn các bạn thì cho rằng hình dạng son của 4 vị trưởng lão còn lại là Oni nào? Hãy bình luận ý kiến cho mình biết ở dưới video này nha. Vậy thì bye bye và hẹn gặp lại ở video sau.